Nhiều bệnh viện với thiết kế để nhân rộng mô hình điều trị SARS đang xuất hiện trên khắp Trung Quốc. Bệnh viện Tiểu Thang Sơn tại Bắc Kinh trước đây được sử dụng để cách ly và điều trị cho bệnh nhân SARS. Các phiên bản Tiểu Thang Sơn được phát triển ở nhiều địa phương, trong đó có Vũ Hán. Các bệnh viện mới tại đây dự kiến được đưa vào sử dụng vào ngày 3 tháng 2 và 5 tháng 2 tới.